Khoa xin kính chào cô chú anh chị nha. Hôm nay Khoa đang có mặt tại xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì từ vị trí đất Khoa đang đứng mình ra ngoài Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú tầm khoảng 2 km ha. Mình đi về trung tâm huyện, xã Phú Thạnh. Mình chạy khoảng chừng 3 km nữa là mình đụng xã Phú Thạnh ha. Thì đất mình ở đây là đất vườn nha cô chú anh chị. Đất rất là đẹp luôn. Trên đất thì sạch, không có màu mã gì nha cô chú anh chị. Diện tích của nó thì 6.000 m², với một cái mặt tiền ngang tiếp giáp với đường đi công cộng 16 m. Cái phần đuôi mình có nở hậu là 30 m ha cô chú anh chị. Thì đất mình cái chiều dài nó hơi dài ha, gần 300 m chiều dài. Thì chiều dài của mình sẽ bắt đầu từ ngoài cái đường ha, cái nhà đỏ đỏ đó, đó là cái đầu đường. Mình chạy dài vô trong đây, mình ngay trong cái cây dừa ha, cây dừa bụi lá đó, chính là cái rạch công cộng. Thì đất này rất là đẹp luôn, với giá là 350 triệu 1.000 m². Cái giá này cực kỳ rẻ cho cô chú anh chị đầu tư ha. Đất sạch. Trên đất mình thì hiện trạng thì đang trồng sả nè. Sả có nè, dừa có ha. Rồi phía trước người ta cũng trồng ớt ha. Anh chị ví dụ như mua làm vườn canh tác cũng rất hợp lý. Hoặc với anh chị mua làm nghỉ dưỡng thì cái giá cũng rất là rẻ ha. Chỉ 350 triệu 1.000 m² thì cô chú đã với quý anh chị đã sở hữu được cái mảnh đất vườn mặt tiền mình đường xe hơi tới đất ha. Thì mặt tiền trước đất mình thì cũng là mặt tiền qua kinh thế cô chú quý anh chị. Mặt tiền đất qua kinh. Thì cái kinh cũng nhỏ thôi, cô chú quý anh chị mình bắt cây cầu qua, bắt cầu lớn ô tô qua ha. Với cái giá này thì cực kỳ rẻ rồi. 350 triệu 1.000 m². Bao toàn bộ chi phí sang tên chuyển nhượng cho cô chú quý anh chị luôn ha. Đây, đây chính là khu vực phía trước gần khoảng 1/2 đoạn đường mình ra ngoài khu đường ô tô ở trước ha. Thì đây khu vực này họ trồng ớt. Thì khu vực này thì nhà cửa cũng đông dân ha. Nhà cửa cô chú anh chị thấy rất là đông dân. Từ vị trí đất mình đi về trung tâm Sài Gòn mình khoảng 65 cây số hay cô chú anh chị. Quý anh chị nếu mà ở Sài Gòn, Gò Công thì cái tuyến đường đi gần nhất để quý anh chị đi đến đất là mình sẽ qua phà Tân Long ha. Phà Tân Long là tiếng phà nối liền Tân Phú Đông mình với Gò Công Tây ha, Gò Công Đông ha. Thì đất mình thì trụ ranh cũng cắm rõ ràng hết rồi, sổ hồng riêng, làm hồ sơ thì công chứng nhanh gọn cho cô chú anh chị luôn ha. Thì đây là phần trước đất của mình nha cô chú anh chị. Mặt tiền mình là mặt tiền qua kinh ha. Này cô chú anh chị bỏ chi phí chừng 30 triệu nữa ha. Cô chú mình làm cầu qua đất. Hiện tại thì gia chủ họ cũng đi cây cầu này qua ha. Nhưng mà quý anh chị muốn làm cây cầu xe hơi qua thì cũng rất là đơn giản và tiện lợi ha. Mình đi làm cầu xe hơi qua đất luôn. Thì phía trước mình là đường đê nha cô chú anh chị. Phía trước đất mình là đường đê, đường xe hơi ha, đường rất là rộng luôn. Đường này là đường 4 m ha. Xe hơi mình đi vô thoải mái. Đây, quý anh chị thấy ha, xe tải. Xe tải chạy vô đây khu vực này tối ngày ha, rất là rộng luôn, đất rất là đẹp. Rồi cô chú anh chị nếu mà có quan tâm thửa đất này thì cứ liên hệ cho Khoa ha. Qua số 0334447430 hoặc là 0766450076. Khoa nhà đất Tiền Giang sẽ dẫn quý anh chị đến xem đất ha. Trước đất mình thì có hệ thống đèn đường điện đường đường ba pha luôn ha.
thích hợp cho quý anh chị về đây mình làm kho xưởng cũng được ha. Khu vực này thì gần sông mát mẻ. Vị trí bên đây là sông nha cô chú anh chị, sông Cái Tiểu. Đối diện đây luôn. Đất mình thì được hai cái mặt tiền rạch phía trước đất và sau đuôi đất. Bắt cầu ô tô qua đất thoải mái ha. Đường mình là đường này, đường công cộng của mình luôn nha cô chú anh chị. Rồi quan tâm thì cứ liên hệ cho Khoa ha.